谁更肯定终老分，对客谋命满当真。看来的共有学问，越爱跳梁分有行政。南无本师Thích Ca Mâu Ni Phật。Đây là chương trình Sống Đời Sống Phật. Thuyết giảng hôm nay là Hòa Thượng Thích Viên Lý, Viện Chủ Chùa Điều Ngự và Chủ trì Chùa Diệu Pháp. Con là Jesse Thảo Vi và pháp danh của con là Nhật Hiếu Hạnh. Con xin kính chào Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý khán thính giả đang xem chương trình của đài IBC TV. Con xin chào Thầy ạ. A Di Đà Phật, Thầy xin chào con Jesse Thảo Vi hả? Nhật Hữu Hạnh. Dạ, xin kính chào Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni và quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. Dạ, tâm thứ 5 trong 10 thứ tâm thù thắng là an ổn tâm. Vậy an ổn tâm là tâm như thế nào? Kính bạch Thầy. Rồi, Thầy cảm ơn con rất là nhiều về cái câu hỏi vừa rồi. Thì như hôm trước đó, thì thầy trò chúng ta cũng đã chia sẻ đến quý khán thính giả về 10 cái tâm thù thắng mà đã được Đức Phật chỉ dạy trong kinh niệm Phật Ba La Mật, phải không ạ? Cái tâm đầu tiên đó là tính tâm, rồi cái tâm thứ hai là thâm trọng tâm, tâm thứ ba là hồi hướng phát nguyện tâm, tâm thứ tư là xả ly tâm, và cái tâm thứ năm trong 10 tâm thù thắng đó là an ổn tâm, phải không ạ? Thì con hỏi thầy là an ổn tâm Là cái tâm gì? Không có thì thưa quý vị đó, theo lời dạy của Đức Phật ở trong kinh, thì người niệm Phật khi mà xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì phải phát khởi một cái tâm trí bất động, kiên cố, không thối chuyển, không bị bất cứ một cái gì nó làm lung lay. Không biết là con có từng nghe cái câu chuyện này chưa? Tức là có một anh chàng, anh có cái duyên với cái pháp môn niệm Phật. Đó, cho nên khi mà anh nghe nói ồ, niệm Phật sẽ được vãng sanh, mà khi mà vãng sanh về cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì không có bị sanh già bệnh chết nữa, không có bị đau khổ nữa. Do vậy mà anh là một cái người rất là giàu có. Đó, giàu có tức là bây giờ người ta gọi là đại gia đó. Trước đó thì cứ mỗi tuần, cuối tuần là anh mở party, mở cái buổi tiệc, anh khoản đãi bạn bè, nghĩa là ai muốn ăn cái gì, ai muốn uống cái gì là tùy ý. Nhưng mà khi mà anh bắt đầu anh niệm Phật rồi là anh đóng cửa, anh không tiếp ai nữa, anh không tổ chức party nữa, không tổ chức tiệc tùng nữa. Anh chỉ đóng cửa niệm Phật thôi. Do vậy mà bạn bè của anh thấy tức quá. Không biết tại sao cái anh này mỗi cuối tuần anh mở cửa, anh đón tiếp, rồi anh tổ chức party đến đãi mình, mà bây giờ là anh đóng cửa, anh không tiếp mình nữa. Cho nên mới cho người tìm hiểu. Thì con biết làm sao? Họ mới tìm hiểu thì họ thấy anh này bây giờ anh đương đóng cửa anh niệm Phật. Anh mong muốn là được vãng sanh. Do vậy mà anh không có mở mặt đi. Thì họ mới ngồi lại với nhau, họ thảo luận. Thảo luận thì họ mới tìm một cái cớ. Họ nhờ một cái người trong số những người đó đến đứng ở trước cái hàng rào, cái cửa của cái anh nhà giàu đó. Cứ kêu cái tên tộc, tên cung côn của ba của ảnh. Chẳng hạn ba của ảnh là Nguyễn Văn A, rồi anh cứ Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn A, anh kêu hoài. Thì cái anh kia anh cũng ban đầu anh ngạc nhiên, anh không biết tại sao mà kêu ba tên của ba anh làm gì mà ba anh đã chết rồi. Nhưng mà cứ kêu suốt ngày. Cho nên anh thấy bực. Anh nói là cái người này xấu quá. Ba của mình đã chết. Nếu mà mình có cái chuyện gì sai lầm thì họ nói với mình chứ tại sao là kêu ba, tên ba của mình ra để mà họ chửi. Cho nên anh mở cửa ra, anh nói là thưa ông bạn, ba tôi đã chết rồi. Nếu mà bạn buồn phiền gì tôi thì xin bạn hoan hỷ nói cho tôi biết.
Mà nếu mà tôi có lỗi thì tôi xin lỗi bạn. Chứ tại sao ba của tôi đã chết rồi, đâu có làm gì sai lầm mà bạn cứ kêu cái tên của ba tôi ra bạn chửi như vậy, tội nghiệp cho ba tôi quá. Thì cái anh kia anh mới nói, đó anh thấy không, tôi chỉ kêu tên của ba anh một ngày thôi mà anh đã giận, anh tức. Huống chi anh suốt ngày anh cứ kêu tên của Đức Phật A Di Đà như vậy là chắc chắn Đức Phật A Di Đà sẽ giận và tức anh dữ lắm. Yeah. Con hiểu chỗ yeah. này không? Đó thì anh mới nghe nói như vậy, anh mới giật mình. Anh sợ quá, anh nói thôi chết rồi. Mình suốt ngày mình kêu tên của Đức Phật A Di Đà như vậy là đúng như cái anh bạn mình nói, Đức Phật A Di Đà sẽ phiền mình lắm, sẽ buồn lắm, sẽ tức mình lắm. Yeah. Cho nên từ đó anh không có niệm Phật nữa. Anh tiếp tục anh mở tiệc anh đại. Rồi một ngày nọ gặp một cái vị cao tăng, hỏi chứ sao dạo này con niệm Phật có tiến bộ không? Thì anh nói dạ bạch thầy, con không có niệm Phật nữa. Hỏi chứ làm sao vậy? Bởi vì bạn con nói là niệm tên của ngài là ngài buồn lắm, ngài giận lắm, thành con sợ quá con bỏ luôn. Thì cái vị thầy đó mới giải thích, nó Phật nó khác với ba anh. Phật là một cái bậc đã giác ngộ, mà ngài có phát nguyện ai mà xưng niệm danh hiệu của ngài một cách nhất tâm nhất loạn bất loạn thì ngài sẽ tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương. Thành thử ra anh niệm tên của ngài, ngài rất là vui. Cho Phật không bao giờ mà giận hờn như là cái người bình thường. Rồi cái vị cao tăng đó mới giải thích cho anh biết nhiều chuyện khác lợi ích về cái pháp môn niệm Phật. Cho nên anh mới trở lại anh niệm Phật. Thì cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy gì? Câu chuyện đó cho chúng ta thấy rằng là cái người niệm Phật nhưng mà không có hiểu được một cách rốt ráo mà đến nơi đến chốn pháp môn niệm Phật, nghe người khác nói là mình dễ bị thay đổi cái đức tin. Mình không hiểu cho nên người ta nói thì người ta sẽ thuyết phục mình một cách dễ dàng. Thì tất cả những cái người Phật tử mà sở dĩ bỏ đạo, cái đạo hoặc giả thế này thế kia là do không xây dựng một cái đức tin trong sáng. Thì tin nhưng mà tin một cách cuồng tín, chứ còn không hiểu cái đạo Phật của mình nó giá trị như thế nào. Đạo Phật là đạo của từ bi, đạo Phật là đạo của trí tuệ, đạo Phật là đạo của hòa bình, đạo Phật là đạo của giác ngộ. Mình chỉ nghe nói vậy thôi chứ mình không hiểu cái giá trị. Giống như là bây giờ một cái viên kim cương rất là quý với một cái gói kẹo, thì khi mà cho em bé thì em bé nó chọn gói kẹo phải không? Dạ. Bởi vì nó đâu có hiểu được cái giá trị của viên kim cương, cho nên nó chỉ chọn gói kẹo thôi. Mà tại sao vậy? Là vì nó không thấy được cái giá trị của viên kim cương. Thì cái người mà sở dĩ bỏ đạo Phật thế này thế kia là không hiểu được cái giá trị của đạo Phật. Dạ. Rồi nghe những cái tà thuyết họ thuyết phục, thành thử ra thấy hay quá. Mình đâu có hiểu Phật giáo đâu mà mình thấy cái hay của Phật giáo. Cho nên nó muốn bảo vệ cái đức tin thì mình phải hiểu được giáo pháp, mình phải học, mình phải hiểu để có được một cái đức tin kiên định, một cái đức tin vững dài. Đó là cái điều rất là quan trọng. Thì cái an ổn tâm là do mình phát khởi cái tâm bất động kiên cố, không có thối chuyển. Cho nên cái tâm của mình là an trụ ở nơi cái sự an lạc đã là tâm Bồ Đề, và giúp cho người an trụ trong tâm Bồ Đề. Cho nên mình có được cái tâm an ổn. Mình đã rốt ráo, mình xa rồi giận hờn những cái sự tranh cãi, mình nhẫn nhục, mình nhu hòa, và mình giúp cho người khác cũng nhẫn nhục nhu hòa. Cho nên cái tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng an ổn. Mình bỏ những cái điên đảo của phàm phu, mình đưa người khác tới cái địa vị của thánh giả. Cho nên cái tâm mình được an ổn. Mình siêng làm những cái việc lành, mình siêng niệm Phật, mình siêng đoạn trừ những cái việc ác, và mình đồng lúc cũng giúp người khác làm những cái việc tương tự như vậy. Cho nên cái tâm của mình luôn luôn an ổn, thâm nhập vào những cái giáo pháp chân thật, thâm nhập vào cái tự tính không của các pháp, và giúp cho người khác cũng hiểu rõ được cái thật tính của các pháp là không, hiểu rõ được cái hiện tướng của muôn sự muôn vật. Cho nên do vậy mà cái tâm của mình được an ổn, mình thâm nhập vào cái pháp giới bình đẳng. Cho nên mình cũng giúp cho người khác thâm nhập vào cái pháp giới bình đẳng. Chính đó là cái lý do tại sao mà mình
có được cái tâm an ổn. Mình niệm Phật với một cái tâm thái an ổn như vậy á, thì theo lời dạy của Đức Phật, đó mới là cái cách niệm Phật chân chính. À, cho nên ở đây an ổn tâm không phải tự nhiên mình nói ô tôi có cái tâm an ổn mà nó an ổn đâu, mà mình phải phát những cái nguyện lớn, thực hành những cái hạnh phải nói rằng là siêu việt, vượt qua tất cả những cái hành động bình thường của những người chưa phát tâm. Chính vì những cái việc làm như vậy, những cái suy nghĩ như vậy, những cái lời nói luôn luôn lúc nào cũng phù hợp chánh pháp, cho nên mình có được một cái tâm thật sự an ổn, không có xáo trộn, không có lo lắng, không có sợ hãi, không có phiền giận, không có hận thù. Đó là cái điều mà trong kinh gọi là an ổn tâm. Dạ. Xin quý vị tiếp tục giữ màn ảnh sau phần bảo trợ của các cơ sở thương mại cho đài. Thầy trò chúng con sẽ quay trở lại ngay. Con xin cảm ơn.